Một điều đáng chú ý được dư luận trong giới bất động sản quan tâm, đó là việc những ý kiến, kiến nghị của đại diện doanh nghiệp bất động sản đã có sự thay đổi. Nếu năm 2022, hầu hết doanh nghiệp bất động sản đều kiến nghị mong muốn tiếp tục được bơm thêm vốn, thì hiện tại các doanh nghiệp chỉ còn kiến nghị chính phủ về hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách. Đơn cử, đại diện Vinhome đề xuất chính phủ cho những chủ trương chính sách cụ thể và kịp thời hơn để đảm bảo thị trường bất động sản vận hành được trơn tru, đẩy nhanh tốc độ thanh khoản. Hai đại diện Novaland mong muốn được hỗ trợ về cơ chế, muốn ngân hàng nhà nước ban hành quy định cho phép các ngân hàng thương mại giãn, hoãn và giữ nguyên nhóm nợ cho các dự án bất động sản từ 2 tới 3 năm, giúp các doanh nghiệp có thời gian chờ thị trường hồi phục và hoàn thiện pháp lý dự án. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, có 8 nhóm khó khăn vướng mắc chính cần tháo gỡ. Một là môi trường pháp lý còn nhiều điểm nghẽn, nhiều quy định còn chồng chéo, thiếu nhất quán, không rõ ràng, không được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời, chưa phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, tâm lý sợ trách nhiệm, sợ sai đùn đầy ở một bộ phận cán bộ công chức khá rõ nét, khiến nhiều dự án không thể triển khai được hoặc thời gian triển khai kéo dài. Muốn bán hay chuyển nhượng cũng không được, muốn thế chấp cũng không xong, muốn nộp tiền thuê cũng khó, dẫn đến bỏ hoang, tồn kho, lãng phí, tốn kém, suy giảm niềm tin. Hai là công tác quy hoạch thực thi và giám sát thực thi quy hoạch còn nhiều bất cập. Ba là công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. 4 là biến động về chi phí đầu tư, xây dựng rất mạnh trong khi việc ban hành nhiều đơn giá, định mức chưa kịp thời. 5 là cơ cấu thị trường mất cân đối nghiêm trọng, quan hệ cung cầu lệch pha, giá cả chưa hợp lý. 6 là nguồn vốn bị thu hẹp, nhất là năm 2022. 7 là hoạt động thanh tra, kiểm tra và nỗi lo hình sự hóa vẫn còn. 8 là một số khó khăn thách thức bên ngoài như lạm phát, lãi suất và tỷ giá, rủi ro khách quan khác như thiên tai, dịch bệnh. Như vậy, muốn cứu thị trường bất động sản, cứu doanh nghiệp, chúng ta phải giải quyết được những điểm nghẽn này. Tiến sĩ Lực nhấn mạnh.